Mình sẽ làm đề đánh giá năng lực đề đầu tiên ha. Rồi, câu đầu tiên. Điểm M để hàm số nghịch biến. Biến là y phẩy bán bằng không nha. Đó thì mình cho này. Y phẩy là 6 x bình trừ 6 m cộng 1 x 6 m bán bằng không. Thế thì cô lập m nha, là mình để m ở đây là m sẽ bé hơn bằng là bất 6 luôn nha, chữ x bình. Ủa? Quên, này phải nhân vô mới được á. Nhân vô là bất 6 đi nha, bình trừ mx trừ x cộng m bé bằng không. Rồi chuyển vé qua để x bình bên đây không, chuyển qua đây là mx trừ m, để vậy thì nó đẹp hơn, thì để vậy á thì làm đặt m mình tử chung nè, thì sẽ là x một à, đúng rồi. Rồi ở đây mình dày luôn, nó rút gọn đẹp luôn. Nhớ là x thuộc 1 tới 3 nha. Mỗi 3 thứ x lớn 1, x lớn 1 cho nên là cái này sẽ dương nha, x trừ 1 nó sẽ dương. Đó, như vậy mình rút gọn. Rút gọn số dương thì mình ra vậy thôi. Tức là m sẽ bạn lớn bằng x. M lớn hơn thì m sẽ lớn hơn mắt nha. Mắt của x nha. Mắt của x x thuộc 1 3. X thuộc m bằng 3 thì mắt của x sẽ là 3 nha. Thì m lớn bằng 3. Đây. À, lăng trụ thể tích thì nhớ lăng trụ tam giác nha, tam giác ABC A phẩy B phẩy C phẩy, nó không thức nhanh nè, những cái này có thể tích V. Thì giờ mình lấy 4 điểm nha, 4 điểm ví dụ giờ thì lấy 4 điểm là ABC A phẩy chẳng hạn, thì thể tích sẽ là chia 3 nha. Còn lấy 5 điểm, lấy 5 điểm ví dụ như lấy ABC, lấy giống như cái đề đi, A phẩy đi, A phẩy A C phẩy A, thì thể tích nó là 2 phần 3 V nha. Đó, xong áp dụng cho bài này 2 phần 3 V, bài này là V 12 nha. 8 12 chia 3 4 4 2 8 à, không không bài này thì ấy, bài này là cái này ha, bài này là cái này 4 điểm, thì V chia 3 là 12 chia 3 4. À, câu 3. Mặt phẳng chiếu điểm B à, tức là mặt phẳng này nó luôn luôn chứa cái điểm B ha, có một cái điểm B ở đây à, mặt phẳng P à, khoảng cách từ A đến P là lớn nhất. P là mặt phẳng chiếu điểm B. À này nó còn bài này nó cái đề nó có điểm A đó nha, để lộn, nó có điểm A nữa. Đề này nó có điểm A nha mọi người. Cho điểm A đó nha. Điểm A là 1 2 1. 1 2 1. Là một cái điểm A. Đó, bây giờ viết mặt phẳng P cho khoảng cách từ A đến P là lớn nhất. Thì khoảng cách từ A đến B là mình vẽ một cái đường AH, cái khoảng cách này do điểm B cố định này, cách này luôn luôn là bé bằng AB, cách là cái đoạn bé nhất mà nó luôn bé bằng AB. Đó, vậy thì cái khoảng cách từ A đến B này nó lớn nhất chính là bằng đoạn AB. Lúc này là cái điểm H này là trụ điểm B á, lúc này là chỗ này luôn ha, này là cái mặt phẳng B nó sẽ ở vị trí sao cho A, AB vuông góc mặt phẳng B luôn á, AB vuông góc mặt phẳng B luôn đó, khoảng cách này thì lúc này do nó vuông góc mặt phẳng B cho nên tôi có tuyến mặt phẳng B beta AB bằng trừ 1
3 trừ 1 1. Tức là phương trình của mình sẽ là trừ x trừ y cộng z cộng d bằng 0. Đó, mặt phẳng B này nó chứa điểm B, hai điểm B vô nha, 0 1 2, 0 1 2. Thì mình ra d bằng trừ 1, d bằng trừ 1 sẽ có mặt phẳng B sẽ là trừ x trừ y cộng z rồi nhân cho trừ 1 nữa, x cộng y trừ z cộng 1 bằng 0. Vậy số 4, S là số mi dương từ nhỏ hơn 21, là S của mình sẽ là cái tập hợp từ 1 tới 21. Thì mình thấy là NS của mình nó omega, lấy ngẫu nhiên, ba số thì n omega của mình là lấy ba số, trên 21 số thì 31. Xác suất lập thành cấp số cộng thì lập ba số mà lập thành gọi ba số cần tìm là abc, thì mình thấy là cấp số cộng tức là a cộng c sẽ bằng 2b đúng không? Ba số lập thành cấp số cộng thì số ở giữa sẽ bằng hai số cộng lại chia hai, hay mình ghi a cộng c 2b cũng được. Rồi như vậy thì mình thấy là cái này sẽ là số chẵn nè, tại vì nó nhân 2 nên nó là số chẵn. Vậy thì mình sẽ suy ra A với C cùng lẻ hoặc A với C là cùng chẵn. Tức là hai số A C cộng lại nó phải ra chẵn, mà cùng lẻ cộng lại sẽ ra chẵn, là cùng chẵn ra. Với lại mình lựa hai số, ví dụ mình lựa hai số lẻ hay hai số chẵn thì luôn luôn là sẽ có một số ở dưới, ví dụ a bằng một đi, c mình lựa bằng 7 đi, có vậy thì cái số b của mình nó phải bằng mấy, b 1 cộng 7 chia 2 4 đó. Cái này là có một cách luôn. Như vậy mình chỉ cần lựa A với C thôi. Ở đây là có bao nhiêu số lẻ, có bao nhiêu số đây, từ 1 tới 21 thì có 1, 3 vân đến 21 số lẻ, này có bao nhiêu số lẻ, 1 tới 20 nè, tới 10 có 11 lẻ, số chẵn có 2, 4 đến 20 có 10 số. Vậy thì cái NA của mình á sẽ lựa hai số lẻ C21 hoặc hai số chẵn C20. Xong thì xác suất là A chia là omega C21 cộng C20 chia cho C2. Không, anh mẫu mình là lựa ba số ấy, C321. Mình chỉ cần lựa A với C thôi nha, tại B nó có một cách thôi. Tức là khi mình lựa được A với C rồi thì B nó chỉ có một đường, một cách duy nhất thôi nha. Rồi, cái này bấm máy tính thôi. Rồi, cái này như là đang đáp án lộn nha mọi người. Ra 10 phần 133. Đánh đáp án thì bị lộn. Tiếp tục, 5 nha. Đáp án nó không có. Cho hai đường thẳng song song với nhau. D1, D2. Trên đây lấy 5 điểm. Trên đây có 5 điểm nha mọi người. Điểm A, B, C chẳng hạn. E, đó. Dưới đây có 4 điểm. F, G, H, T chẳng hạn. Đó. Bây giờ số tam giác. Thì đơn giản là mọi người sẽ lấy hai ở trên đây. Lấy hai điểm trên B1. À, như vậy ha. Điểm đây. Hoặc là giấy hai ở đây. Tức là lấy C25. Với lại lấy một dưới đây. C14, hoặc là mọi người lấy một ở trên hai ở dưới đó, ra thôi. Có máy à, máy là 70 à. Được. Số 6, một hộp đựng 8 quả cầu xanh lấy ngẫu nhiên một quả
sau đó lấy nguyên quả trong các cỡ lại, nó là lấy một quả xong, không là lấy tiếp một quả, xác suất lấy được hai quả cùng màu. Ok, thì mình có trường hợp một là cùng xanh, tức là lần một mình lấy lần một ha, lấy cũng như một quả trong hộp, sau đó lấy cũng như một quả cầu trong các quả cầu lại, đó là mình lấy xong mình lấy tiếp cùng xanh, thì cái lần đầu tiên lấy quả xanh có C1 8, lần thứ hai thì mình còn 7 quả thôi tại mình lấy rồi, còn C1 7 thôi. Tương tự hai mình lấy cùng đỏ, đầu tiên mình lấy sẽ là C1 12, lần thứ hai thì nó còn 11 thôi. Vậy NA của mình sẽ là này là 8 nhân 7 nha. Này 12 nhân 11. Đó. 8 nhân 7 cộng 12 nhân 11. Còn N omega là gì? Omega là lần đầu tiên mình lấy một trái, ở đây có 20 trái đúng không? Lần đầu tiên lấy sẽ là C1 20. Thứ hai lấy còn 19 thôi. 19 20 nhân 19. Rồi. PA bằng NA N omega. Đó, bạn. Đó mà. 56 cộng 12 nhân 11 bằng 47 phần 95. Mình đổi ra phần trăm thì mình nhân trăm nha mọi người. Đổi ra phần trăm mình nhân trăm trăm. Trăm. 49,47. Quê. Có 7. Con này thì mình bấm máy tính nha mọi người. Thì mình lưu vô lốc 275, mình lưu vô biến A ha, ấn vô máy tính đó, tự lốc 87 mình lưu vô biến B, làm vậy nó nhanh được rồi. Lốc 23 mình lưu vô biến C đó, xong mình bấm từng đáp án, bấm cái này ra nhiêu ha. Okay. Lốc 12 cũng 35 1,43, đánh từng đáp án này, đáp án nào ra 1,43 để ấn thử nha. Rồi bấm mình ra con C nha, C ra 1,43 đó. Rồi câu 8, đang mua laptop cửa hàng giá niêm yết giảm 2% gồm thuế 10% giá ban đầu, quá đơn giản ha. Vậy giá ban đầu là ít đi, có ít giảm là mình lấy 100% á, là lấy 1 trừ đi 20% á. Rồi tính thuế nữa nha, thuế thì là mình phải cộng thêm nha, cộng 8%, thuế là phải trả thêm bằng 10 triệu, đây mình ra hết thôi, 10 triệu chia này, một chữ này là 80 nha, 80% là 0,8, 0,8, đáng rồi, 10, 0,8, 8, 11 triệu, 5,4. C. Một người bán xoài cam xoài bưởi ở chợ trái cây, khách hàng thứ nhất mua 2 kg cam 5 xoài 6 bưởi trả bằng này, khách hàng thứ hai mua giờ gọi ít ha, gọi ít là giá của 1 kg xoài ký cam y là giá 1 kg xoài, z là giá 1 kg bưởi, giá nhưng mà ít y là giá 1 kg nha, thì mình sẽ có phương trình đầu tiên là 2x cộng 5y cộng 6z bằng 693 k. Tiếp tục 3x cộng 4y cộng 7z bằng 7.330k. Một cái phương trình đó là 9x cộng 5k 7z bao nhiêu, thì mình bấm vô người mình thử từng đáp án, ví dụ mình thử đáp án A mình thấy ok không, bấm mà ra được x y z là đúng, còn bấm không ra được x y z là sai không? Bấm hệ phương trình ba ẩn ha, 2 5
6 6 9 3. Tiếp theo 3 4 7 30 9 5 17. Rồi ví dụ đáp án A mình nhập 1571, 15 có được không? Không được, nó ghi vô số nghìn không được rồi. Tiếp tục lại nhập tiếp đáp án B, 1517 cũng vô nghìn luôn. Tiếp tục đáp án C, C mình nhập 1715 vậy luôn. Vấn đề nhập 1157. Ủa, sao cái nào không vô nghiệm vậy? Vậy mình nhập mình, nhận cái vô số nghiệm mọi người. Câu A như vô số nghiệm á. 1571. Đó, chọn qua A nha. Tại câu A chữ mới qua A là nó ghi vô số nghiệm tức là có nghiệm á. Còn B, C, D đều là vô nghiệm hết nha. Câu 10. Một nhóm 6 học sinh chia 3 cặp làm thực tập hàng ngành B làm với S. B với S là một cặp nè. R không cùng với T. V không R là sẽ phải khác T. V là phải khác R nè. Hỏi T làm với ai? Chia 3 cặp đó. 3 cặp B với S là một cặp rồi. T thì nó phải khác với thì R. Q không với R. Thì Q với T. Đó, xong. R với T là không cặp với nhau. Q với R cũng được. Tức là R là nó không cùng với lại quên. Đúng rồi, R là nó không được cặp với lại này, tức là R nó đi với lại ít. R nó đi với ít. Vậy thì T với Q thôi. Một nhóm bằng tròn 6 chỗ, V ngồi cạnh M. M cạnh nhau. Quy ngồi cạnh M và R là Quy đó, ngồi giữa đây này đây. P ngồi cạnh R. P ngồi cạnh R đây đây mà không ngồi cạnh S. Không ngồi cạnh S tức là S ở đâu đây, có một người giữa vô thì người này N thôi. N BS. Với đây cuộc thi này năm giải thưởng cao nhất. N đạt giải tư hoặc năm giải thưởng 1, 2, 3, 5. N hoặc Q đạt giải tư. Q hoặc N nha. Đặt N vô đây. R cao hơn M. R lớn hơn M. P P thì khác 3. Nó sang đây là thứ tự 4 là đúng rồi. V với N phải số 4 mới được. V với N. Đây là N. Lại con này nè. P. P khác 3. P khác 3. N. R cao hơn M nha, R cao hơn M. Đặt giải từ giải nhất đến giải năm. R cao hơn loại A luôn. R cao hơn mà. R cao hơn. R cao hơn M. Loại này. R nó cao hơn M nha. Câu hai này, ủa, chọn C luôn. Nếu quy đặt giải 5, quy giải 5 thì quy nằm đây thì n sẽ nằm đây. Số 4 là quy hoặc n.
thì M đoạt giải gì? R phải lớn hơn M. Vậy thì M nó không được đoạt giải 3 là được. 3, 4, 5 là không được. 3, 4, 5 là không được. 3, nhất còn gì thôi. R, quên. Đạt giải cao hơn hả? Giải cao. Giải cao là giải nhất, nhất là cao hơn nha. M nó giải 3. M không được giải nhất nè, bỏ giải nhất đi. Vì R nó lớn hơn M mà. Bỏ giải nhất, bỏ giải tư. Nếu mà M đạt giải nhì, R sẽ đạt giải nhất. P không đạt giải ba. Ok, B nó không quan trọng, B nó không đạt giải ba thì B nó đạt nhất nhì. Vậy nó giải ba thôi, vì phải đặt giải ba thôi. À, M nó phải đặt giải ba thôi. Vì cái thằng R, cái thằng P là nó không đặt giải ba đó. Đặt giải ba thôi. Nếu M đặt giải nhì thì phát biểu đây đây. M mà đặt giải nhì thì R phải đặt giải nhất nha. R đặt giải nhất. Đạt giải nhất. R phải đạt giải nhất. P có thể sai. R M đạt giải nhì. M đạt giải nhì là M nằm đây. Đi đây. R R nằm đây. P không đạt giải 3. Vậy thì B là 4 hoặc 5. Có thể sai hả? N không đạt giải 3. B không đạt giải nhất là đúng nè. B không đạt giải 4. Đúng luôn. Giải 4 là quy hoặc N mà. Quy không đạt giải nhất. Ok, vậy là N không đạt giải 3 là sai. Nếu B đạt giải cao hơn N, B đạt giải cao hơn N. Hai bậc P cao hơn N hai bậc thì phát biểu chính xác nhất có thể đạt giải nhì là giờ P là nó cao hơn N hai bậc, P cao hơn N hai bậc, cao hơn N hai bậc mà P nó lại không đạt giải ba, vậy thì B nó đạt nhất hoặc nhì. À, vậy thì B đây. B là nó không được giải 3 nha. Mà B nó lớn hơn N 2 bậc, bắt buộc P nằm đây. Giả sử B nằm đây đi. Thì hơn N 2 bậc. Giải 2 hơn 2 bậc hả? Bậc thì nó nằm đây, N đúng nằm đây. Rồi. Đó. P, R cao hơn M. N học quy đặt giải tư. Ok, này đây. Đặt giải nhì. P có thành giải nhì nè. Hoặc là P đặt giải nhất. P đặt nhất thì 3 sẽ là N. Nhì. Rồi, có trường hợp này. Còn trường hợp còn lại là P sẽ đạt giải nhất. Nào nằm đây, đi sẽ nằm đây. Thì hai người còn lại, đây. R cao hơn M, R cao hơn M, thì R phải nằm đây, M phải nằm đây. Vậy P mới R. Tiếp tục có 7 người, 4 nam, 3 nữ.
ngồi hàng bốn chỗ ngồi, trái phải, trái phải, nam nữ ngồi xen kẽ. P ngồi ghế thứ năm, P ngồi thứ năm, một ba sáu bảy, P ngồi thứ năm, P đây, P là nam đúng không, thì nữ xen kẽ ha, Y ngồi bên phải P, Y là nữ phải P, M ngồi cạnh X, M ngồi cạnh X, còn X cứ xét thôi. Số tư, số tư này là X hoặc Z. Ok, Y này là nữ, bảy với là bảy này là nam. M và X không thể ngồi vị trí này sau đây. M và X thứ nhất và thứ hai được, hai thứ ba X, X thứ ba hả, thứ ba với thứ tư. M ngồi thứ ba, tư được, thứ sáu thứ bảy, mà sao thứ sáu được, mà là nam mà, thì thế này là ok. Đây phát biểu sai, N và Q ngồi bên phải M, N và Q ngồi bên phải M, N và Q, N và Q, N và Q, ngồi bên phải M, M đâu chạy, M ngồi cạnh X, X là thứ tư, thứ tư là X hoặc Z. Q, N và X ngồi bên phải M, M ngồi cạnh X thôi, M ngồi cạnh X. P ngồi thứ năm, okay. Phát biểu style N và Q. Q và X ngồi bên phải M, M ngồi cạnh X. X là nó nằm ở dưới số 4 hoặc là Z. Đây. P ngồi 5. Sai N và Q ngồi phải M. Đó, chắc mình giả sử X nằm đây đi. Đây thì M phải nằm đây. Rồi Q, Q ngồi bên phải M. Trái M. Ngồi bên phải M. N và Q. M ngồi cạnh X, mà chỗ này là X hoặc Z. Vậy là X bên đây không được rồi, X bên đây không được, X bên đây không được, X bên đây thì M không ngồi được. Đây là Z chắc rồi. Vậy M nằm đây, M số 3 chắc rồi. M số 3 là mới quy, phải quy nam hết. Ủa, từ từ từ, đây là ít rồi nha. Ok, ở đây ít rồi thì mờ đây, ở đây không phải Z nha. Đây không phải Z. Đây một người nam chứ. Mờ ngoài hết là ngồi đây, nói chung mờ biết ngồi đây. Rồi kêu là N với Q thì mờ nằm đây. Bắt buộc Z phải nằm đây thôi. Giờ N với Q ngồi số 1. Số 1 với số 7 là N với Q. Rồi, hiểu sai. N và Q ngồi bên trái M. N và X. N với X ngồi bên phải M.
Q và x. Ở bên phải mà dài lộn tiếp tiếp mà ngoài cạnh x rồi đi lần lại nha. Mà ngồi cạnh x, x là số 4, x là số 4 hoặc là số 4 này sẽ là x hoặc z đúng không? Mà ngồi cạnh x là mà nó không bao giờ số 7 được nè, 7 là khác khác m hơn. Rồi cái mà m một ngồi cạnh x thì ví dụ đây là x đi, đây sẽ là m không? Nếu đây là z đi, nếu mà đây là x thì m về đây sẽ là z. Rồi nào với quy nằm phía đây, phải nằm đây vậy. Hoặc là đó, nếu mà trường hợp này thì nói tóm lại hoặc là ví dụ như z nằm đây thì x nằm đây, nói chung m nó là vị trí số 3 hoặc là số 1 á, m nó vị trí số 3 hoặc số 1, m ở vị trí số 3 thì n với quy là 1,7, n nó vị trí số 1 thì n với quy bên phải. Ok, câu A là được á. Nào quy ngồi bên trái mà ok sai. Nếu z ngồi cạnh b, z cạnh b vậy thì z vậy là trường hợp dưới nè, z nằm đây, x nằm đây thì z ngồi cạnh b vậy đó, rồi mò đây không? Đó đây thì n với quy bên đây, n với quy là bên đây, n với quy là đầu, n với quy là số 7 hoặc số 1. Rồi để coi đây sai tiếp, m và b ngồi bên phải x, m và b đúng không, m và a ngồi bên phải x, m và a được luôn, m và z trái y đúng không, m và x bên trái y sai, y nó có thể đầu cuối m và x ở bên trái y, z bên cạnh b và m. Đây b m n, ok n nằm 1 hoặc 7 đây, đây phải hết ok, m và p phải hết ok, m và z bên trái y đúng không, ok đây. Nếu không có bạn nữ nào ngồi cạnh m, vừa ngồi cạnh m vừa ngồi cạnh b, không có bạn nữ nào vừa ngồi cạnh m vừa ngồi cạnh b, vừa ngồi cạnh m vừa ngồi cạnh b, ok vậy rơi trường hợp này m nằm bên đây, x của mình sẽ đây. Này sẽ test thì n với p, n với q trong đây, đây n với q 37, n với q, q ngồi trái p, q ngồi trái p thì đúng, z ngồi bên trái m phải, z ngồi bên trái x, x ngồi bên trái m
X ngồi bên trái mà sai luôn. Q ngồi bên trái P. Q ngồi bên trái P được. Rồi. Biểu đồ thể hiện đứng là tỷ lệ phần trăm chi phí, ngang là này tổng chi phí công ty gấp bao nhiêu lần chi phí cho nghiên cứu, chi phí của công ty gấp bao nhiêu lần so với chi phí cho nghiên cứu, tổng chi phí của công ty đầu tư là 20, nghiên cứu mình là 5, tổng chi phí, tổng là tổng chi phí phần trăm ha. Tổng là 100% á, còn chi phí là 5%, 20 thôi. Nếu chi phí cho quảng cáo là 210 triệu, 210 triệu thì chênh lệch với chi phí vận chuyển và chi thế là nhiêu triệu? Quảng cáo là 210 triệu, quảng cáo chiếm bao nhiêu? Nó chiếm 15%. À, quảng cáo này, quảng cáo là 15%. Bây giờ quảng cáo là 210 triệu, là 15% cho tổng chi phí, gọi tổng chi phí là T nha. Giờ mình có 15% của T bằng 210, cái tổng chi phí chứ, cái 210. Người chia cho 15% 400 triệu. Rồi, giờ chi phí vận chuyển, là 12,5. Chuyển là 12,5 T. Rồi. Thuế, là 10%. Thuế là 100 T. Có máy tính rồi. 2,5% nhân 1400, 100 nhân 1400 175 triệu, này 40 triệu đấy, 175 35 triệu, 35 được. Nếu chi phí lấy từ tổng chi phí quảng cáo này tương tự thôi, chi phí lãi vay 145 triệu, 145 lãi, vay 7,5 lần lãi vay, làm vậy ha. Tổng chi phí lãi vay, là lãi vay bằng 17,5% trên tổng, tức là 17,5% T, là tổng nha. Và chi phí này là 145 T thôi. Năm tám không không bảy đó. Rồi bây giờ quảng cáo, 15%, quảng cáo cộng thuế cộng nghiên cứu, cáo là 15%, thế là 100, 5% t, thế là 100 t, là 5% t, y chang ở trên này, rồi đăng. Một bảy bốn mươi chia bảy, 248 đi,
tổng chi phí cho quảng cáo. Đọc đề có đúng không? Cái đề lộn nhau này, này 245 lận. 245 lận. Đấy 245 về cho 410 tiếp. Cái này không tiếp. À bấm này đó. Một 420 C. Rồi, giờ bà tôi sao trả lời được câu 23, 26. Tuyến nào giá vé thấp nhất? Giá vé thấp nhất. Các địa điểm. Điểm 1. Một tới một, một tới hai nha. Ok. Giá vé thấp nhất là 5.000 đúng không? À, 1 tới 3. 1 tới 3 5.000 nào thấp hơn không? 1 tới 3 5.000. 1 tới 3 tôi đâu chạy. Tới 3. Chắc đánh máy lộn tiếp rồi. À, nó hỏi tuyến nào giá vé thấp nhất trong các đáp án. 1 tới 4 thôi. 4 là 15. 2 tới 4 là 25 lận. 4 tới 5. 4 tới 5 10.000. 2 tới 3. 2 tới 3 là 7. Vé của Đeo. 7.000. 7.000 thấp nhất trong các đáp án. 3. Hành khách đi từ điểm điểm 3 đến điểm nào tôi vé thấp nhất? 3 tới 1 chắc luôn. 3 1 thấp nhất rồi kìa. 1 đến 4. Đi từ 1 tới 4. Đi từ 1 tới 4 và muốn dừng ở hai địa điểm nữa để tham quan. Lộ trình là đó. Là đi từ 1 tới 4 thì dừng ở hai nào ha? 1 1 tới 3 nè, 1 tới 3 sẽ rẻ nè, 1 tới 3 5 ngàn. Rồi đó 3 tới đâu là rẻ hơn? 3 tới 3 với 2 chắc luôn. Ok. 1 tới 3 là rẻ nè. Rồi 3 tới 2 cũng rẻ nè. Ok. Ok. 2 tới 4 hả? 2 tới 4 bắt không? 2 tới 4 25 luôn. Rồi tính lại coi, 1 tới 2 nè. Thứ hai là 10k nè. Hai thứ ba. Hai thứ ba, 1 tới 2 là 10. Hai thứ ba là 7. 3 tới 4. 4 là 20. Là 27. 1 tới 3 là 5. 3 đến 2. 3 đến 2 là 7. 2 đến 4. 2 đến 4 là 25. 27 nó bằng nhau luôn. A B bằng nhau 1 tới 5. 1 tới 5 là 10. 5 tới 3. Tới 3 15. Rồi lại chắc rồi, 1 tới 3. 3 là 5 nè. 3 tới 5. 3 tới 5 15. Chắc cái này quá. 5 tới 4. 5 tới 4 là 10. Ok, cái này nè. Đây. Do giá nhiên liệu tăng nên giá xe buýt tăng thêm 1.000 đồng cho tuyến có giá dưới 10.000. Dưới 10.000. Dưới 10.000. 10.000 là mấy cái 5 mấy cái 7 nè. À, mấy cái này sẽ lên 6 ha. À, sẽ lên 6, mấy cái tiếng 5.000, 7.000 sẽ lên 6.000, sẽ lên 1.000. Nếu số vé bán ra cho tiếng 1, 3 gấp đôi số vé bán ra
tiếng 23 thì tổng doanh thu hai tiếng này tăng bao nhiêu phần trăm? Nếu số vé bán ra cho tiếng 1 được 3 gấp đôi rồi số vé bán ra cho tiếng 23 tổng doanh thu hai tiếng này tăng lên bao nhiêu phần trăm? À, xin xíu ơi à, vé bán ra 13 gấp đôi 23 13 gấp đôi mình gọi vậy đi cho dễ ha. À, 1 đến 3 gấp đôi, gọi bên kia là một vé đi, bên này là một vé đi, bên đây gấp đôi là hai vé đúng không? Vậy thì mình sẽ có là đây một vé là giá nhiêu, 3 đến 2 là 7.000, giờ là 8.000 nha, 8.000 còn 1 3 là 6.000, 6.000 cái 8.000 nha. Vậy hai vé bên đây 6.000 là 2 nhân 6, đây là một vé thôi, 1 nhân 8 là số tiền nhiêu, 20. Đây là số tiền nha, 20 đây là số tiền bán được nha, còn cái số tiền cũ nếu mà bình thường thì thường thì là cái này giá 5.000, 2 nhân 5 này giá 7.000 sẽ là 7. Rồi nó nói là tăng lên bao nhiêu phần trăm, tăng lên bao nhiêu phần trăm tăng, phần trăm tăng thì mọi người lấy cái lượng tăng á, tăng đây là 17 lên 20 đúng không, lên 20 nếu số vé được bán ra cho tiếng tăng gấp đôi, biết rằng vé bán ra ở mỗi tiếng là không đổi so với. À, không đổi mà. Thì tăng 20 trừ 7, số tiền nó tăng lên chia cho 17 đó, đổi ra phần trăm ấy, nhân phần trăm 3 chia 17 trăm 17,64 65 ok quên. Nó nói tính phần trăm cái lượng tăng nha, mình lấy cái lượng tăng lúc đầu là 17 sau là 20 tăng lấy 20 dù 7 rồi đổi phần trăm nhân trăm, tập đoàn X có 6 công ty để doanh thu sao, doanh thu công ty D về cái này cũng 100% thì mình 650 tỷ thì tỷ thì PD 650 tỷ PD này chiếm 10% trăm tổng số, tổng số là T nha, T là trăm 6.000%. Rồi bây giờ công ty B, B thì nó 26% của tổng, 26% của 600 1690 D. Doanh thu công ty F nhiều hơn công ty D là nhiêu, doanh thu của công ty F nhiều hơn công ty D, công ty D doanh thu nhiều hơn bao nhiêu phần trăm? À, thì ví dụ như là doanh thu tổng đi là trăm, doanh thu của công ty F sẽ là 16% T là 16 là 16 á, doanh thu công ty D là 10 trăm T 10, doanh thu F nhiều hơn D bao nhiêu phần trăm, nhiều hơn, phần trăm F nhiều hơn
D. Mình lấy F chữ đi D ha. D ha. Bằng là 16 trừ 10 chia D là 10 bằng 0,6 là 60%. Đây. Nhiều hơn thì lấy cái lượng nhiều hơn ha, cho cái nếu doanh thu công ty E tăng 15% vào năm 2021 và doanh thu công ty khác không thay đổi thì tổng doanh thu tăng 15%. Doanh thu công ty E tăng 15%. E tương tự mình làm cái kia nha mọi người. Cái kia là mình gọi T là trăm. Thì bây giờ E sẽ là nhiêu? E sẽ là E nó chiếm 14. Vậy là E là 14 ha. Bây giờ E tăng 15%. Bây giờ cái E mới ha, cái mới sau khi tăng 15% sẽ là nhiêu? Tăng 15% tức là mình lấy 14 nhân cho 1 cộng 15% á. Đã ra 16,1 doanh thu này 16,1 thì doanh thu của tập đoàn tăng lên bao nhiêu? Thì cái này giờ nó là 16,1, tập đoàn ít thì phần trăm tăng của ít lấy lượng tăng ha, chia cho lượng ban đầu. Lượng tăng ở đây là 16,1, 16,1 lượng tăng là 16,1 trừ 14 ha, tại vì chỉ có cái E nó tăng thôi, chia cho tổng là trăm trừ đi 14 trăm 2,1 qua rồi sao rồi chào tạm biệt mọi người nha.